Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video của Yến. Ta-da. Cho những bạn nào chưa biết thì mình tên đầy đủ là Thiều Thanh Yến và kênh của mình cũng là Thiều Thanh Yến luôn. Hôm nay trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái tip nho nhỏ để tụi mình có thể làm đẹp. Nhắc đến làm đẹp thì Yến nghĩ là mọi người sẽ nghĩ tới việc make up ha, skin care nè, chăm sóc da, body, rất là nhiều thứ. Nhưng mà hôm nay trong cái video này thì mình sẽ không nhắc tới những vấn đề đó. Hôm nay trong cái video này mình sẽ share với mọi người cách để mọi người làm trắng răng và thay đổi hơi thở của mình. Những cái ngày cuối năm á, em biết là mọi người có rất là nhiều thứ để mọi người phải làm. Dọn dẹp nhà cửa nè, mua sắm quần áo nè, chăm sóc da thật là kỹ nè, và mua nhiều đồ make up để ngày đầu năm mình có thể làm cho mình thật là xinh. Nhưng mà mọi người lại quên một thứ rất là quan trọng, đó là hơi thở của mọi người. Mọi người biết không, là nếu mà ngày đầu năm á, mình nói chuyện mà cái hơi thở của mình nó bị nồng mùi quá thì người đối diện người ta sẽ cảm thấy khó chịu. Rồi người ta, cái thái độ mà người ta nói chuyện với mình nó cũng sẽ kỳ kỳ nữa. Ngày đầu năm mà mình gặp cái trường hợp đó thì nó cũng sẽ rất là khó chịu, đúng không? Cho nên là cái việc mà mình chăm sóc răng miệng và hơi thở của mình là một cái điều rất là quan trọng trong những ngày cuối năm như thế này. Quay trở lại với câu chuyện là làm cách nào để mình có thể có được một hàm răng trắng sáng và một cái nụ cười tỏa nắng cùng một cái thái độ tự tin khi nói chuyện vì biết là hơi thở của mình thơm mát, thì mọi người cùng tiếp tục. Mọi người đừng quên nhấn like và subscribe channel Yến nha. Một trong những cách để thay đổi răng của mình đó là bảo vệ răng. Thứ hai là giải quyết những cái vấn đề đang xảy ra trong đối với răng miệng và hơi thở của mình. Và thứ ba là duy trì cái việc đó. Đầu tiên là với bảo vệ răng thì rất là nhiều bạn nghĩ là mình chỉ cần đánh răng đều đặn và đầy đủ là được. Tuy nhiên là sản phẩm kem đánh răng chỉ làm cho răng của mình sạch thôi, nhưng nó không hoàn toàn hiệu quả. Với những bạn nào mà thường xuyên sử dụng mà những cái đồ ăn mà có nhiều màu, hoặc là uống những cái thứ mà nó có bám màu lâu trên răng, ví dụ như là trà, cà phê, mà con gái tụi mình ai là không phê trà sữa, đúng không? Rồi tụi mình sử dụng nước ngọt, tin chẳng hạn, cái màu của nó rất là bám trên răng của mình thì răng của mình về lâu dài sẽ bị ố màu. Mình sử dụng kem đánh răng không thôi thì nó sẽ không có lấy đi được cái màu đó. Cho nên là cái sản phẩm mà Yến sắp giới thiệu với mọi người là một cái sản phẩm rất tốt và phù hợp cho cái việc là lấy đi những cái màu mà nó tụ lâu ngày ở trên răng của mình á. Trước khi mà nói cái sản phẩm đó thì Yến muốn chia sẻ một tí xíu, đó là Yến cũng đã từng khá thấy khó chịu, khá thấy mệt mỏi vì răng của mình cứ vàng vàng. Mình rất là thích bọc xứ nhưng mà mình sợ cái cảm giác đưa cái lưỡi mài đi vô răng của mình rồi mài nhỏ cái răng của mình lại, bọc cái lớp xứ lên. Bọc xứ lên thì đẹp á, nhưng mà Yến lại rất là mê nước đá. Mình rất là thích uống nước đá, ngay cả đi lên Đà Lạt 13 độ thì mình vẫn uống nước đá. Dù đi kiếm đá rất khó nhưng mà mình vẫn phải uống nước đá vì mình rất là mê. Ngay cả trời rất là lạnh như vậy nhưng mà ở trong phòng Yến bây giờ vẫn là 16 độ, Yến rất là thích cái lạnh nhưng mà chịu lạnh cũng được. Rồi Yến thích ăn đồ cứng, ví dụ như nhai mía, nhồng nhà và mình hơi kiểu chợ búa, cho nên là mình thấy việc ngồi nhai như vậy rất là vui. Và nếu mà bạn bọc xứ răng thì răng bạn rất đẹp, nhưng mà bạn phải bảo vệ nó, bạn phải bảo vệ rất là kỹ và chăm rất kỹ. Răng của bạn cũng sẽ yếu đi và xuống dần theo thời gian á, nên là Yến không dám làm. Tiếp theo đó là gọi là tẩy răng. Có một lần Yến đi tới nha sĩ để hỏi việc tẩy răng, xong bác sĩ đã hỏi Yến là tại sao muốn tẩy răng vậy. Lúc đó Yến cũng còn khoảng 18 tuổi, cũng để dành tiền kha, lần đó mọi người biết đâu là Yến đi hỏi rồi chứ không có tiền làm đâu. Thì Yến họ nói là tại vì con muốn răng trắng. Bác sĩ nói là vậy thì tốn khoảng 1 triệu mấy. Yến đã kiểu dạ để con về con hỏi mẹ con đã, thật ra là trốn luôn vì đâu có tiền đâu mà hỏi mẹ làm gì. Thì đó là lý do mà Yến không có làm răng. Xong rồi Yến cũng rất là buồn vì mình đã rất là cố gắng chăm chỉ đánh răng nhưng mà răng Yến vẫn không có sáng và không có trắng như Yến mong muốn. Và như nhiều bạn nữ mà Yến thấy, Yến thấy là các bạn nữ mà răng trắng sáng người ta hay nói và cười lắm. Yến hay nói nhưng mà cười không tự tin lắm tại vì răng của mình ố. Mãi cho tới khi mà Yến tìm được cái sản phẩm trắng răng mà Yến sắp giới thiệu với mọi người, Yến tìm được cái sản phẩm đó và trải nghiệm nó trong 6 tháng. Thì sau 6 tháng đó Yến nhìn thấy là răng của mình sáng lên rất nhiều nha, và nó trắng, và hơi thở của mình á, ngay cả việc là Yến bị đau bao tử, tại vì đau bao tử thì sẽ làm cho răng của mình, cho cái mùi hôi miệng của mình nó tăng cao. Cho nên là Yến nhìn thấy là răng của mình sáng hơn nè, mình lúc nào cũng thấy thoải mái, cảm giác cái phòng họng của mình rất là mát. Thế là Yến đã quyết định là đi tìm cái nhà cung cấp sản phẩm đó ở Thái Lan và đặt gia công người ta sản xuất riêng cho Yến, cho thương hiệu của Yến Cosmetics và đem nó về Việt Nam. Cái sản phẩm Yến sắp giới thiệu với mọi người nó hơi PR một chút nhưng mà thật sự nó là một cái sản phẩm rất tốt. Tại vì Yến đang bán nó, nhưng nếu Yến không phải là người bán nó và đem nó về Việt Nam thì Yến nghĩ là Yến cũng sẽ review nó cho mọi người nếu mà có một cái video nào đó như vậy. Tại vì nó sẽ làm cho răng của bạn sáng hơn rất là nhiều, hơi thở của bạn sẽ không còn hôi nữa, ngay cả việc là bạn bị hôi vì đường ruột. Những cái bạn nào mà hút thuốc, nhất là những bạn nam mà hút thuốc nhiều á, cái mùi hôi miệng của mình rất là khó chịu. Yến siêu cảm thấy khó chịu khi đứng gần và nói chuyện với một bạn nam sử dụng thuốc lá luôn, vì nó cứ hôi và nồng khó chịu lắm luôn á. Đó, vấn đề chỗ đó. Và những cái bạn nào mà răng của mình ố lâu ngày, mình sử dụng rất nhiều sản phẩm không hết, thì đây là một cái sản phẩm thật sự phù hợp dành cho bạn. Sản phẩm mà Yến đang nhắc tới ngày hôm nay đó là sản phẩm tên là Tooth
ý khác biệt, một sản phẩm được phân phối bởi những ý khác biệt. Mọi người biết không, là khi mà Yến làm video này rất là háo hức. Bình thường thì sẽ có một bạn nhân viên hoặc là em Yến hoặc là con chị dâu đứng sau cái máy quay, nhưng hôm nay thì chỉ có một mình Yến thôi, tại vì bây giờ là 12 giờ đêm rồi. Và lúc mà Yến make up cái lao này xong, Yến định đi tẩy trang, nhưng mà Yến nhớ tới việc là Yến sẽ xem với mọi người cách làm trắng răng, hay là Yến không tẩy trang mà quay video luôn. Bây giờ thì tụi mình sẽ cùng đi đến việc là đánh như thế nào, dùng như thế nào với sản phẩm này là tốt nhất, phù hợp nhất và phát huy tác dụng. Trước khi mà Yến nói cho mọi người nghe về cái hạn sử dụng, về cách bảo quản, thì bây giờ luôn Yến sẽ đánh cho mọi người xem cái cách đánh, cách lấy. Tại vì nếu mà mọi người lấy nhiều quá thì mọi người có khả năng sẽ làm bị phỏng môi, phỏng lưỡi của mình, do là cái nồng độ vàng hàn cao cho nên nó sẽ cay và nó gây phỏng. Đó, cho nên là Yến sẽ xem cái này trước nha. Yến có một cái bàn chải ở đây và Yến sẽ làm ướt cái bàn chải này, ướt như bình thường vậy. Xong rồi thì sau đó, đây là cái hộp trắng răng. Yến sẽ mở ra. Cái hộp này là Yến đã sử dụng rồi, mới sử dụng được một lần thôi, cho nên nó còn rất là đầy. Đó, bây giờ thì để cho cái sản phẩm này nó tốt nhất và nó đủ đầy nhất thì mình sẽ lấy như thế này. Cái bàn chải của mình đang ướt, và mọi người đừng lo là cái bàn chải ướt chạm vào sản phẩm thì nó sẽ hư sản phẩm. Cái sản phẩm này nó ở dạng bột mềm, nghĩa là nó hơi ẩm, cho nên là không có vấn đề gì cả. Mình sẽ lướt qua như thế này nha mọi người. Đây là cái bàn chải, mình sẽ lướt qua cái hộp như thế này, lướt nhẹ như thế này một lần. Mọi người thấy là dính rất là ít đúng không ạ? Hai lần, lần thứ ba. Mỗi lần lướt thì mình chỉ lấy một chút xíu thôi, và mình không có lấy nhiều hơn như thế này. Yến biết là mọi người sẽ nôn nóng cho cái việc làm trắng răng thật sớm, hơi thở thật thơm để mình đi chơi, mình ăn Tết. Tuy nhiên là nếu mình lấy nhiều quá thì nó phản tác dụng á, nó làm cho răng của mình hơi cảm giác là cay, và nướu của mình nếu mà mỏng quá nên sẽ gây phỏng, cho nên là lấy thật ít là tốt nhất. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu đánh. Và đánh răng á thì đúng nhất là mình phải đánh theo vòng tròn, chứ không phải đánh trên xuống, để đảm bảo là mọi kẽ răng của mình đều chạm được tới sản phẩm. Đánh theo vòng tròn từ trái qua phải như thế này, và từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, nghĩa là đánh mọi ngóc ngách của răng của mình. Mọi người biết không, là thành phần của sản phẩm này á bao gồm 5 thành phần chính. Đầu tiên có thể kể tới là canxi carbonate, một cái thành phần làm cho răng của mình chắc khỏe và sáng. Sau đó là đinh hương và muối khoáng. Tác dụng của đinh hương và muối khoáng giúp cho răng của mình trở nên sáng hơn, sạch hơn và có mùi thơm. Cái mùi thơm mà sản phẩm bạn nghe thấy rõ rệt nhất đó là mùi thơm từ bạc hà. Cái tinh chất tiếp theo đó là dưỡng sức của bạc hà. Cái nồng độ bạc hà trong sản phẩm khá là cao, cho nên là bạn chỉ cần mở hộp ra thôi là đã nghe cái mùi bạc hà rồi. Bên cạnh đó nữa là khi bạn đánh á, cái hương bạc hà nó sẽ loang tỏa hết cái vòng họng của bạn. Và khi mà vòng họng của bạn có mùi hôi thì cái tinh chất bạc hà này á nó sẽ đẩy đi hết luôn, và nó sẽ loại trừ rất là tốt. Tiếp theo đó nữa đó là một sản phẩm để tạo bọt. Trong 5 thành phần chính này thì không có thành phần nào gây hại tới sức khỏe hết. Và sau khi mà mình sử dụng xong á thì mình sẽ ngay lập tức nghe thấy là răng của mình á nó rất là mát, và cái vòng họng của mình rất là mát. Ở lần đầu tiên khả năng bạn không nhìn thấy sự thay đổi đâu, tại vì nó không phải là một sản phẩm tẩy răng. Cho nên là để thấy được sự thay đổi thì Yến khuyên bạn nên chụp hình lại trước khi bạn sử dụng sản phẩm. Và sau lần thứ tư bạn sử dụng, chỉ lần thứ tư thôi, thì bạn sẽ nhìn thấy được là răng của bạn thay đổi khá là nhiều. Đầu tiên là bạn sẽ không còn phải lo lắng về hơi thở của mình nữa, vì Yến đảm bảo và cam kết với mọi người luôn là hơi thở của mình sẽ rất là thơm mát, vì cái hơi bạc hà nó cứ chảy trong vòng họng của mình á. Sau đó thì răng của mình sẽ nhìn ở lần thứ tư, nếu nó không trắng lên thì nó cũng sẽ sáng hơn tức thì. Có nghĩa là nó sẽ kiểu lấp lánh và nhìn mình tỏa sáng. Sản phẩm này sẽ được sử dụng trong vòng 2 năm, tại vì nó có chất bảo quản. Bên cạnh đó nữa thì sản phẩm sử dụng trong vòng 3 tháng với một chiếc hộp bé như thế này thôi, nhưng mà mỗi lần mình lấy thì mình lấy rất ít, nên là mình có thể sử dụng được 3 tháng với trọng lượng là 25g. Có một số bạn hỏi Yến là nếu mà bạn sử dụng sản phẩm này á, răng bạn trắng xong rồi bạn không sử dụng nữa thì răng bạn có bị ố đi không? Thì nó giống như việc mình đi ăn vậy mọi người. Khi mình đói mình ăn thì mình sẽ không còn đói nữa, mình sẽ no. Nhưng mà một thời gian sau mình lao động, mình làm việc, mình tiêu hao năng lượng á thì mình lại đói. Hay là mình như mình đi trị mụn vậy đó, mặt mình bị mụn, mình trị hết mụn xong, sau đó mình phá da của mình không bảo vệ nữa thì mình lại tiếp tục bị mụn thôi. Răng cũng như vậy, tại vì trên cơ thể của mình đồng nhất với nhau mà. Nếu mà răng của bạn đã trắng sáng hơn rồi, bạn biết bảo vệ răng, bạn không sử dụng sản phẩm nữa, nhưng mà bạn hạn chế trong cái việc sử dụng những sản phẩm, những đồ ăn có màu và những chất tạo màu, thì răng của bạn sẽ rất là khó bị ố lại. Sản phẩm này không phải là một chất tẩy. Ý nhắc lại và khẳng định với mọi người là sản phẩm này không phải là một sản phẩm tẩy, nó là một sản phẩm từ thiên nhiên, và nó có công dụng là làm sạch, làm sáng và làm cho cái mùi hôi răng miệng của bạn bị giảm thiểu đến mức có thể tối đa luôn. Sản phẩm này sẽ làm răng của bạn trở về cái thời sơ khai, lúc mà bạn mới sinh ra. Cái thời sơ khai,
cái thời nguyên sơ khi mà bạn mới sinh ra, có nghĩa là trả lại cho bạn cái hàm răng ban đầu mà bạn sinh ra nó như thế nào thì nó sẽ trở lại như vậy. Những người trường hợp nào không sử dụng được sản phẩm này, đầu tiên đó là bà mẹ cho con bú, thứ hai là sản phụ, nghĩa là những bạn nữ đang mang thai, thứ ba là những bạn bị ố răng do chất kháng sinh. Tại vì nếu bạn bị ố răng, bị vàng răng do chất kháng sinh á thì răng của bạn sẽ không thay đổi được, tại vì nó bị ở bên trong nó thay đổi cái màu răng rồi, cho nên là không sử dụng được. Và tiếp theo là những bạn đang bị vấn đề về miệng, ví dụ như là mình bị lở miệng, mình bị nú của mình bị chảy máu, thì khi mà bạc hà và muối vào thì nó sẽ rất rét, cho nên mình không sử dụng được. Nếu bạn đang bị nhiệt trong người thì bạn có thể ngưng sử dụng, và tới khi bạn hết nhiệt thì bạn có thể sử dụng lại bình thường. Giá của một hộp thuốc này có giá là 135, giá của một sản phẩm là 145.000, và bên Yến thì đang có chương trình là từ ngày hôm nay tới hết ngày 10 tháng 1 năm 2019 thì sẽ được giảm 20.000 trên một sản phẩm, có nghĩa là thay vì 145 thì mình sẽ được mua với giá là 125.000. Và khi bạn mua combo 2 hộp thì sẽ được mua với giá là 240.000, và combo 3 hộp sẽ là 330.000. Mình đã trắng sáng với hàm răng này, mình đã tự tin với hơi thở này, vậy tại sao mình không mua cho gia đình mình, đúng không? Đó là chương trình mà Yến dành cho bạn, để bạn có thể cùng gia đình mình trải nghiệm một cái sản phẩm làm trắng răng để có một hơi thở thơm mát và một nụ cười thật là xinh. Yến nhắc lại là một hộp sẽ là 125.000, combo 2 hộp là 240.000 và combo 3 hộp là 330.000. Bạn có thể comment bên dưới hoặc liên hệ với Facebook của Yến là Kiều Thanh Yến để mua hàng. Yến hy vọng là bạn thích cái video này và có những chia sẻ vừa rồi. Yến không biết là mọi người cảm nhận như thế nào về cái video này thì bạn nhớ comment bên dưới cho Yến biết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau. Bye bye.